Chào nhiều Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết, đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế. Hoa Kỳ gia tăng sự hỗ trợ quân sự so Somalia để chống lại nhóm Hồi giáo có liên quan tới Al-Qaeda có tên là Al-Sabah. Bản tin từ ở Somalia cho biết, Hoa Kỳ đã gia tăng cái sự hỗ trợ quân sự cho Somalia giữa lúc quốc gia này đang có cuộc chiến chống lại nhóm hồi giáo có liên quan tới mạng lưới Al Qaeda và được xem là một trong những mạng lưới lớn nhất của Al Qaeda tại đây. Bản tin cho biết thì 61 tấn vũ khí và đạn dược đã đã được đưa tới Somalia vào ngày thứ ba ở Mogadishu, tức là thủ đô của quốc gia này và hoa kỳ cho biết trong một bản test mình là đây là cuộc hỗ trợ và cho lực lượng của quân sự của somalia nhằm chống lại nhóm hồi giáo có tên là al sabah một nhóm cực đoan và có cái uh, quan hệ rất mật thiết với lại phía của mạng lưới al qaeda trong một bản statement minh đã được đưa ra bởi các đối tác về về quân sự gồm có qatar thổ nhĩ kỳ vương quốc ả rập thống nhất và anh cũng như hoa kỳ nói rằng họ hỗ trợ cho somalia trong cái nỗ lực là quản lý tất cả vũ khí và dạng dược cho phép hội đồng bảo an liên quốc có thể tháo gỡ lệnh cấm vận đối với quốc gia này về vũ khí sau khi mà có một phiên họp mang đầy tính chất xây dựng một trong những cố vấn an ninh của somalia có tên là Hussein Sheikh. Ali đã tweet trên Twitter sau khi mà có quyết định của Washington. Đây được xem là một trong những nỗ lực của chính quyền của tổng thống Hassan Sheikh Mohamud đã tuyên bố là cuộc chiến toàn diện vào năm ngoái khi mà ông đánh bại hàng ngàn giờ à, dân quân của nhóm al một nhóm cực đoan vốn đã hoạt động và kiểm soát một số khu vực ở trên toàn ở Somalia và nhóm này được xem là có mạng lưới thân thiết đối với mạng lưới Al-Qaeda. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, một tòa án tại Pakistan đã ra lệnh bắt giữ cựu thủ tướng của quốc gia này là Imran Khan. Bản tin mới nhất từ ở Islamabad cho biết một tòa án tại Pakistan trong ngày thứ ba đã đưa ra lệnh bắt giữ và truy nã đối với cựu thủ tướng của quốc gia này là Imran Khan giữa lúc mà đang có chỉ, chỉ trích về à, chính trị trong lúc mà kêu gọi các người ủng hộ của ông này là phải à, chấm dứt tình trạng biểu tình trên toàn quốc trong một cơn khủng hoảng chính trị. Tòa án tại thủ đô Islamabad đã ra lệnh là cựu thủ tướng này phải bị bắt giữ sau khi mà ông Khan đã không có xuất hiện trong một cuộc điều trần những truy tố nhắm vào ông về ông đã có nhận một số những cái uh, quà tặng từ những người mà được xem là không có rõ ràng và quan tòa có tên là Jafar Iqbal đã ra lệnh uh, sau khi mà có một cái uh, biến chuyển đầy kịch tính về chính trị ở Pakistan và cũng như là ba phiên tòa khác trong ngày thứ ba đã đưa ra phán quyết ông Khan đã đã vốn là không được miễn trừ trong việc bắt giữ ông ta trong cái việc mà ông ta đã có những cái hành động được xem là sát nhân trong cái chiến dịch chống khủng bố nhắm vào các giới chính trị đối lập đây được xem là cơn khủng hoảng chính trị mới nhất diễn ra tại Islamabad tức là tại Pakistan và điều này có thể ảnh hưởng tới cái chiến dịch chống khủng bố của Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay iran đã cho trục xuất hai nhà ngoại giao của đức sau khi mà có một cái uh, liên quan tới việc chỉ trích một cái án tử hình bản tin mới nhất cho biết iran trong ngày thứ tư nói rằng họ đã trục xuất hai nhà ngoại giao của đức sau khi mà berlin tố cáo rằng à, bị tố cáo là đã xen vào chuyện nội bộ của họ biến chuyển này diễn ra sau khi mà đức đã trục xuất hai nhà ngoại giao của iran liên quan tới việc kết án tử hình đối với là nhân vật có tên là jassid Samad một công dân đức gốc Iran người này có hai quốc tịch và trong việc mà phản đối tình trạng mà chính quyền đã có những hành động hà khắc đối với lại các cuộc biểu tình bộ ngoại giao của Iran đã đưa ra và đồng thời cho mời đại sứ của Đức lên để mà đưa ra lời đòi hỏi và không đưa ra một lời giải thích phía qua bộ ngoại giao của Đức cho biết đây là biến chuyển mới nhất và nó được xem là một cách vô lý từ phía Iran trước đó thì chính quyền của Đức đã có phản ứng đối với lại việc kết án tử hình nhắm vào một công dân của họ à, có tên là Cha samad và sau đó thì à, phía đức nói rằng họ không làm gì sai khi lên án cái à, bản án này trong khi đó thì phía iran cáo buộc rằng đức đã xen vào chuyện nội bộ của iran và điều này đã khiến cho iran nổi giận và trả đũa bằng cách trục xuất hai nhà ngoại giao của đức đây được xem là một trong những cái cuộc đối đầu ngoại giao giữa Đức và Iran trong lúc mà Iran vẫn đang có các cuộc biểu tình ở trên toàn quốc kể từ sau cái chết của cô gái có tên là Masa Amani. À, 22 tuổi, cô này là một gốc người khết và cô ta đã bị bắt vào đồn cảnh sát vì vi phạm tiêu chuẩn đạo đức và sau đó cô đã thiệt mạng tại đồn cảnh sát. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và các viên chức của Hoa Kỳ đã lên tiếng tuyên bố Iran có thể sẽ chế tạo được các nguyên tử à, à, bom nguyên tử chỉ trong vòng khoảng 12 ngày Iran có thể sẽ có đầy đủ tất cả những cái nguyên liệu cần thiết để chế tạo một trái bom nguyên tử trong vòng 12 ngày đó là lời phát biểu của một viên chức bộ quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra vào ngày thứ ba trong đó gần như là sau một năm mà đôi bên đã bế tắc trong các cuộc đàm phán buộc Iran quay trở lại cái hiệp ước nguyên tử năm 2015 Bản tin mới nhất cho biết thì Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đặc trách về chính sách là Colin Kort đã đưa ra bản statement với lại cái đại diện của Hạ viện trong cuộc điều trần. Ở trong đó thì các thành viên của Đảng Cộng hòa đã đặt câu hỏi lý do tại sao chính quyền của Joe Biden vẫn tiếp tục cố gắng quay trở lại cái hiệp ước JCPOA bởi vì cái chương trình nguyên tử của Iran kể từ khi mà chúng ta xóa bỏ cái hiệp ước JCPOA đã không tưởng tượng được và quay trở lại năm 2018 Lúc đó thì hiệp ước này còn vẫn còn hữu hiệu thì Iran đã có khoảng 12 tháng để sản xuất cái loại bông nguyên tử và trong đó thì chúng ta đã thấy được cái tiềm năng mà làm giàu chất uranium của họ. Nhưng nay thì việc này chỉ cần 12 ngày là họ có thể chế tạo được một cái bông nguyên tử. Ông Khark được xem là nhân vật số 3 của Bộ Quốc phòng đã nói với các nhà lập pháp và tôi nghĩ rằng hiện nay vẫn còn cái nhìn nếu như quý vị có thể giải quyết qua thông qua ngoại giao thì chúng ta có thể giải quyết được chương trình nguyên tử của họ và điều này vẫn tốt hơn những đề nghị khác. Tuy nhiên ngay bây giờ thì hiệp ước JCPOA đã bị đóng băng, ông Kha đã cho biết như trên và ông nói rằng phía Iran có khả năng chế tạo một trái bom nguyên tử trong vòng 12 ngày mà thôi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, những người dân tại Do Thái đã gia tăng các cuộc biểu tình để chống lại việc cải tổ hệ thống pháp lý của quốc gia này. Bản tin từ Theo biết cho biết thì một số những người à, do thái đã tổ chức cuộc biểu tình để chống lại việc mà cải tổ hệ thống tư pháp của quốc gia này ngăn chặn các con đường và các xa lộ cũng như có sự đụng chạm với lại cảnh sát ngay tại trung tâm tel aviv giữa lúc mà tổ chức này gọi rằng đây là một cái ngày gọi là ngưng động trên toàn quốc các người biểu tình đã tràn xuống đường sau khi mà chính quyền của ông netanyahu đã bắt đầu có cái việc thay đổi tất cả những cái hệ thống pháp lý mà trong đó giới đối lập và giới cấp tiến cho rằng nó sẽ làm suy yếu cái vai trò của tối cao pháp viện cuộc khủng hoảng này đã là đã trở thành một cơn sóng lớn gây rung chuyển cả do thái và chính quyền của ông Benjamin Netanyahu với những thách thức chỉ vòng trong vòng 2 tháng khi mà ông quay trở lại quyền lực và trong đó gần như do thái đang cố gắng tìm cách thay đổi cái hệ thống tư pháp nhằm bảo đảm một cách an toàn hơn và không bị chính trị hóa Netanyahu đã bác bỏ và nói rằng ông không làm gì sai bởi vì cái hệ thống pháp lý này đã trở thành một vũ khí chính trị để tấn công vào các nhân vật chính trị tại do thái và chính ông là nạn nhân của cái hệ thống pháp lý mà ông cho rằng đã có nhiều điều lạc hậu và trở thành một thứ vũ khí chính trị đây được xem là cuộc biểu tình lớn tại do thái bởi thực hiện bởi những thành phần được xem là cấp tiến và những người được xem là ủng hộ cho giới đồng tính đó là bản tin liên quan tới tình hình của do thái ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, Phần Lan đang có cuộc bỏ phiếu chính thức để gia nhập vào Liên minh NATO. Tuy nhiên, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có những cái khuynh hướng được xem là cản trở quốc gia này. Nghị viện của Phần Lan trong ngày thứ ba đã bắt đầu cuộc tranh luận để kết thúc việc nộp đơn xin vào Liên minh NATO và các nhà lập pháp dự tính là sẽ chấp thuận cái dự luật này vào ngày hôm nay. Sau khi mà họ đã thông qua cái đề nghị của Tổng thống Sali Ninisto, ở trong đó là sau vài tháng là họ sẽ khóa ký kết và chính thức gia nhập vào liên minh NATO. Trong khi đó thì hãng thông tấn AFP báo cáo là Phần Lan có thể là một phần của cái liên minh quân sự Tây Phương, trong đó gồm 30 quốc gia và nay thì 28 quốc gia đã sẵn sàng, tuy nhiên chỉ còn có Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vẫn tiếp tục phản đối thổ nhĩ kỳ đe dọa sẽ ngăn chặn việc mà thụy điển -Nha gia nhập vào liên minh NATO sau khi mà con đã có cuộc họp với lại phía của thổ nhĩ kỳ và không giải quyết được tình trạng những người khớp bất đồng chính kiến đang sinh sống tại thụy điển mà trong đó ông tổng thống của thổ nhĩ kỳ là Tajib Erdogan cáo buộc những người khét này là thành phần khủng bố cùng một lượt thì phía hungary cũng đã ngăn chặn cái việc gia nhập liên minh Nato của à, các quốc gia trên và nói rằng những quốc gia này đã có những lời lẽ xúc phạm tới à, cái hệ thống chính trị của của Hungary khi mà nói rằng chính quyền bảo thủ của ông à, thủ tướng Orbán là một cái à, ch ch chính quyền đã là giật lùi cái nền dân chủ tại đây điều này đã khiến cho phía của Hungary tức giận và nói rằng họ sẽ cản trở việc mà Phần Lan và Thụy Điển gia nhập vào liên minh Nato đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất diễn ra và nếu như Hungary và phía của Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý thì lực lượng NATO sẽ có thêm hai thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển. Tuy nhiên, cho tới giờ phút này thì cả hai quốc gia này đã dời cuộc bỏ phiếu của họ mà Hungary dời qua tháng 3, còn phía của Thổ Nhĩ Kỳ thì sẽ bỏ phiếu ở nghị viện dời qua tháng 5. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã phạt công ty TikTok 1.75 triệu đồng lira sau khi mà họ đã có hành động bảo vệ một cách suy yếu đối với lại dữ liệu của người sử dụng. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phạt công ty TikTok của Trung Quốc lên tới 1.75 triệu đồng lira tức là khoảng 93.000 Mỹ Kim, vì họ đã thiếu những cái chính sách bảo vệ cho người sử dụng và trong đó đã có một cái hành động được xem là bất hợp pháp xâm nhập vào dữ liệu của người sử dụng à, trong đó căn cứ trên cái luật gọi là personal data protection board của phía thổ nhĩ kỳ đã đưa ra vào ngày thứ tư án phạt này đã, đã làm gia tăng cái lo ngại của cộng đồng quốc tế về trang app tiktok của trung quốc trong đó gần như là họ đem tất cả dữ liệu người sử dụng và có thể trao lại cho chính quyền cộng sản trung quốc và từ các quốc gia Âu Châu cho tới Canada đều đã ban lệnh cấm hoặc giới hạn đối với lại các cái uh, trang áp của TikTok đặc biệt là buộc tất cả nhân viên làm việc trong các nghị viện trong các uh, công, uh, cơ quan công quyền cũng như là quốc hội là phải tháo ra cái trang áp này trên cái thiết bị của họ giữa lúc mà ông Joe Biden tòa ốc cho các cơ quan của chính quyền liên bang là 30 ngày để mà có thể ra, tháo gỡ tất cả những cái uh, TikTok ra ngoài khỏi cái uh, thiết bị của chính phủ. Trong khi đó thì uh, phía cơ quan giám sát về uh, dữ liệu của người sử dụng tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết công ty này đã không đưa ra những cái uh, chính sách cần thiết để bảo vệ cho dữ liệu của người sử dụng và đã có hành động bất hợp pháp xâm nhập vào dữ liệu của người sử dụng đây được xem là quyết định rất hiếm hoi từ thổ nhĩ kỳ, giữa lúc mà ông Tajib Erdogan đang đóng vai trò được xem là trung lập trong các mối quan hệ giữa Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì trong ngày hôm nay, à, nghị viện của Đan Mạch đã lên tiếng thúc giục là xóa bỏ trang mạng TikTok trong vấn đề lo ngại về à, an toàn không gian mạng. Bản tin từ Copenhagen tức là thủ đô của Đan Mạch cho biết nghị viện của Đan Mạch trong ngày thứ ba lên tiếng thúc giục các nhà lập pháp và các nhân viên với tổng cộng là 179 thành viên ở Hạ viện nhằm xóa bỏ trang TikTok ở trên cái trang mạng của họ trong vấn đề lo ngại về an dục toàn không gian mạng và nói rằng đây là một cái tiềm năng nguy hiểm để hoạt động gián điệp. Trang mạng này vốn làm chủ bởi công ty Biden từ Trung Quốc và có quan hệ rất mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn tới sự lo ngại của cộng đồng quốc tế về tình trạng dữ liệu của người sử dụng có thể tiết lộ cho cơ quan mật vụ của Trung Quốc. Và nghị viện của Đan Mạch với người à, chủ tịch của Hạ Viện là Soren Gade đã lên tiếng và nói rằng à, cần thiết là các nhà lập pháp và các nhân viên làm việc trong nghị viện cần phải có một cái đề nghị mạnh là xóa bỏ hoàn toàn TikTok ra khỏi các cái thiết bị của họ À, nếu như quý vị muốn bước chân vào tòa nhà của nghị viện, đây được xem là một chính sách gọi là cứng rắn của Đan Mạch đối với lại phía của à, Trung Quốc. Đặc biệt là cái trang mạng TikTok đang bị đánh giá là một trong những cái lỗ hổng lớn về hoạt động gián điệp của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Cũng như là họ thu lượm tất cả dữ liệu của người sử dụng và đưa về server tại Trung Quốc. Trong đó họ lưu trữ tại Trung Quốc và có thể xâm nhập bất cứ giờ phút nào. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và trong một bản điều trần mới nhất cho biết là chính quyền của Joe Biden đã chi ra 23 tỷ Mỹ Kim cho các môn bài dành cho những công ty của Trung Quốc vốn đã bị đưa vào danh sách đen. Một bản báo cáo đã được đưa ra bởi các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa ngày thứ ba, trong đó cho biết rằng trong cái tài khoá đầu tiên của năm 2022, thì chính quyền của Joe Biden đã chấp thuận với trị giá 23 tỷ Mỹ Kim môn bài cho các công ty của Hoa Kỳ gửi tất cả những sản phẩm và kỹ thuật cho những công ty của Trung Quốc đã bị vào danh sách đen. Dữ liệu này đã gia tăng cái áp lực chính quyền của ông Joe Biden, một thành viên của Đảng Dân Chủ, là phải gia tăng dập tắt tất cả những cái chuyến gửi hàng từ Hoa Kỳ qua Trung Quốc, đặc biệt là liên quan tới ngành kỹ thuật của Hoa Kỳ và các nhà lập pháp của Đảng Hòa tại Hạ Viện đã lên tiếng báo cáo như trên trên toàn diện vẫn tiếp tục và họ vẫn tiếp tục cung cấp cái môn bài và cho phép một số những cái kỹ thuật nhạy cảm của Hoa Kỳ bán qua cho những kẻ thù của Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của dân biểu Michael McCord được xem là chủ tịch của quỹ ban đối ngoại tại Hạ Viện. Và trong đó ông nói rằng Việc mà tất tức bởi sự bức hại của Trung Quốc và các uh, cái môn bài của Hoa Kỳ cấp ra là vô tình đóng góp cho sự bức hại này. Những gì mà chúng ta nhìn thấy được hiện nay là phía Bộ Thương mại à, và kể cả phía của Bộ Tài chánh đã cấp môn bài uh, để bán những cái kỹ thuật này qua cho phía Trung Quốc và trị giá lên tới 23 tỷ Mỹ Kim. Ông Michael McCord cho biết là Bộ Thương mại trong việc mà kiểm soát về xuất cản đã bác bỏ và nói rằng chỉ có 8% những cái môn bài đã được bán ra bởi các công ty của Hoa Kỳ à, và trong đó gần như là các công ty của Trung Quốc mà mua những môn bài này đều là những công ty nằm trong danh sách đen của Bộ Thương mại. À, viên chức của Bộ Thương mại là Alan Esteves, à, người được xem là đặc trách về cái chính sách xuất cản ra hải ngoại của Hoa Kỳ đã nói với lại à, à, cái quỹ ban trong cuộc điều trần là chính sách của cựu tổng thống trump trước đây là ngăn chặn tất cả những cái công ty viễn thông của hoa kỳ cung cấp những cái uh, vật liệu cho phía trung quốc và ngược lại không chấp nhận cho bất kỳ một thiết bị nào của trung quốc kể cả công ty huawei là để có thể uh, bán tại hoa kỳ đặc biệt là liên quan tới cái uh, mức độ gọi là phát triển internet 5g đây được xem là một trong những cái uh, báo cáo mới nhất của các thành viên đảng cộng hòa đưa ra và cho thấy rằng chính quyền của Joe Biden vẫn tiếp tục có những cái việc cấp môn bài cho một số công ty kỹ thuật của Hoa Kỳ bán kỹ thuật và bán các thiết bị kỹ thuật của Hoa Kỳ qua cho Trung Quốc tỷ giá lên tới 23 tỷ Mỹ Kim. Và cũng liên quan tới tình hình Trung Quốc, một công ty về 3D đã phải chi trả lên tới 27 triệu Mỹ Kim vì đã xuất cản một cách bất hợp pháp qua Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết một công ty có tên là 3D System Corporation trong ngày thứ hai đã đồng ý chi trả 27 triệu Mỹ Kim để mà à, coi như thỏa thuận ngoài tòa với lại công tố viên của hoa kỳ trong việc mà họ xuất cản bất hợp pháp một số những thiết kế à, kể cả một số những thiết bị điện tử và kể cả những cái à, mẫu vẽ của các cái à, chiếc à, máy bay à, qua cho phía trung quốc vi phạm lệnh cấm vận của hoa kỳ à, rock hill đây là cái tên của công ty này có trụ sở đặt tại south carolina vốn là một công ty chuyên về hệ thống truy đi đã cung cấp tất cả những cái bản in và những cái bản vẽ cho khách hàng trên toàn hoa kỳ và trong đó bao gồm luôn cả những thiết kế những tập tài liệu những cái bản in và kể cả một số những cái kỹ thuật đặc biệt cho quickparts com đây là một công ty có sự hỗ trợ của nhà nước cộng sản trung quốc theo tường trình của bộ thương mại cho biết và Email cho thấy rằng là họ đã gửi một số những cái kỹ thuật về aerospace tức là về không gian vũ trụ những bản vẽ này mà trong đó đòi hỏi phải có cái license tức là môn bài của phía Hoa Kỳ và việc mà gửi những tài liệu bất hợp pháp này tới Đức và sau đó chuyển lại cho Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với những công ty đã bị lên danh sách đen. Đây được xem là một trong những cái án phạt nặng nề đối với một công ty về truy đi của Hoa Kỳ khi mà họ cung cấp một số những bản vẽ liên quan tới ngành không gian vũ trụ, liên quan tới những ngành kỹ thuật cho phía của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong là Trung Quốc đã phản ứng quyết liệt và giận dữ với việc mà các ủy ban tại Hạ Viện đã thông qua và đã đưa ra để mà giải quyết một số những cái dự luật trong đó nhằm đối phó với đảng Cộng sản Trung Quốc trung quốc đã lên tiếng tức giận sau khi mà cái tân quỹ ban ở trong hạ viện tức là quỹ ban chiến lược đối phó cạnh tranh với đảng cộng sản trung quốc ở trong đó họ đưa ra một cái một số những dư luật để kềm chế không để cho trung quốc tấn công đảo quốc đài loan và siết chặt việc xuất cảng kỹ thuật qua trung quốc mà trung quốc cho rằng là những người này đã có cái à, gọi là cái ý thức hệ thiên vị và trong đó họ đang có cái tư tưởng về chiến tranh lạnh quỹ ban đặc trách về chiến lược đối phó với đảng cộng sản trung quốc đã xem à, cái à, đã đưa ra những cái chính sách mà đã gây tổn hại cho mối quan hệ giữa hoa kỳ và trung quốc đó là lời phát biểu của mao ni tức là phát công viên bộ ngoại giao của trung quốc đưa ra chúng tôi đòi hỏi là phía hoa kỳ và các cá nhân phải chấm dứt về về cái à, tư tưởng thiên vị và cái cái tư tưởng gọi là chiến tranh lạnh của họ và chấm dứt đối xử với người người Trung Quốc một cách gọi là à phân biệt đối xử và chấm dứt những cái tình trạng tung tin giả tin nhiễu về Đảng Cộng sản Trung Quốc và chấm dứt tình trạng gọi là có những cái thiên vị chính trị nhằm gây tổn hại cho mối quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Lời phát biểu này được đưa ra ngay sau khi sàn Hạ viện đã đưa ra hàng loạt các cái dự luật trong đó nhằm kềm chế Trung Quốc không để cho Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan cũng như những biện pháp trừng phạt kinh tế với lại Cộng sản Trung Quốc khi mà họ đang có những cái hành động được xem là bức hại những quốc gia láng giềng và kể cả việc mà siết chặt tất cả các cái um, kỹ thuật của Hoa Kỳ qua cho Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái chính sách mới nhất của Hạ viện do phía đảng Cộng Hòa nắm quyền đa số nhắm vào cái chính sách đối ngoại với Trung Quốc. Trong khi đó thì Bắc Kinh cho rằng một số nhân vật diều hâu của đảng Cộng Hòa đã duy trì cái mà họ gọi là có tư tưởng của thời chiến tranh lạnh để à, à, tìm cách gọi là gây hại cho cả nước Trung Quốc 1.4 tỷ người. Trong khi đó thì à, ông chủ tịch của Ủy ban đặc trách về à, chiến lược cạnh tranh với Trung Quốc là Mike Hanher à, được xem là một trong những người à, có một cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc và nói rằng phải phân biệt rõ ràng người dân Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả những gì mà chúng tôi đệ trình trên sàn hạ viện ngày hôm nay đều nhắm vào những cái tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kềm chế họ trước những cái hành động bức hại của họ đối với những quốc gia láng giềng tại Á Châu và đặc biệt là trường hợp của eo biển Đài Loan. Đây không phải chỉ là sự gọi là chia rẽ trong quốc hội của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có những cái chính sách cứng rắn hơn với Cộng sản Trung Quốc. Ông Gallagher đã đưa ra lời phát biểu như trên khi mà các quỹ ban và các uh, tiểu quỹ ban trong Hạ viện đã bắt đầu thảo luận và bỏ phiếu trong các quỹ ban liên quan tới những dư luật gọi là kềm chế Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Hoa Kỳ ngày hôm nay và lần đầu tiên Trung Quốc đã bắt đầu đe dọa tới nhà tỷ phú số 1 của thế giới là ông Elon Musk sau khi mà ông có cái tweet liên quan tới nguồn gốc nguyên thủy của đại dịch. Bản tin mới nhất cho biết sau khi mà có bản báo cáo của cơ quan FBI, cơ quan tình báo quốc gia và kết luận của cơ quan kiểm soát về năng lượng của Hoa Kỳ cho rằng cái giả thuyết mà đại dịch bùng nổ trên thế giới vừa qua có nguồn gốc có thể xuất phát từ phòng nghiên cứu sinh học của Vũ Hán. Ngay sau bản báo cáo này được đưa ra thì à, phía ông Elon đã lên tiếng và đã tweet trên Twitter và nói rằng là điều này có phải ông Dr. Anthony Fauci phải chịu trách nhiệm hay không bởi vì ông ta đã cấp ngân sách cho cái phòng nghiên cứu sinh học Vũ Hán trước đây và lời phát biểu này của ông Elon đã bị đe dọa bởi đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đó thì à, đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng và nói rằng là ông Elmer không nên chạy theo những giả thuyết mà họ xem là vô lý và không có căn cứ lời phát biểu của ông Elmer đưa ra giữa lúc mà phía của Hạ viện Hoa Kỳ đang cho điều trần về nguyên thủy của cái đại dịch bùng nổ trước đây trong đó thì một trong những nhân vật của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng và tweet rằng là phía Trung Quốc đang có những cái À, đảng cộng sản trung quốc mong muốn ông Musk phải chấm dứt ngay về cái uh, chạy theo cái giả thuyết mà và thuyết âm mưu ở trên mạng xã hội. Musk ông đang uh, tìm cách gọi là chia rẽ uh, và ông nên nhớ là ông đang có những cái công việc làm ăn ở tại trung quốc. Đây là một trong những cái lời gọi là đe dọa của đảng cộng sản trung quốc đối với nhà tỷ phú Musk Trong lúc ông Musk chỉ muốn đặt câu hỏi về ông Doctor uh, tức là ông tiến sĩ Anthony uh, Fauci người đã ký ra hàng triệu mỹ kim cho một cái uh, tổ chức được xem là non profit tức là eco alien Health uh, tổ chức này đã chi ra gần một triệu mỹ kim cho phòng nghiên cứu sinh học vũ hán trước đây đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ và của trung quốc cùng một lượt trong ngày hôm qua thì uh, các quỹ ban tại hạ viện đã thông qua 8 dự luật để hỗ trợ cho đài loan nhằm kềm chế sự tấn công của trung quốc Quỹ ban đặc trách về đối ngoại của Hạ viện trong ngày thứ ba đã thông qua một loạt 8 dự luật để ủng hộ cho Đài Loan chống lại sự xâm lăng của Cộng sản Trung Quốc nếu xảy ra và trong đó bao gồm luôn những dự luật yêu cầu phía Bộ Ngoại giao là phải duyệt xét lại những chính sách trao đổi với Đài Loan trong cuộc họp của tiểu ủy ban đặc trách về cạnh tranh chiến lược với Đảng Cộng sản Trung Quốc với tựa đề là Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa tới người dân Hoa Kỳ tổng cộng có 11 dự luật đã ủng hộ cho Đài Loan à, để đề phòng và kiểm và kềm chế Trung Quốc không để cho Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan và 8 dự luật đã được thông qua, trong đó bao gồm một dự luật gọi là Taiwan Assurance uh, là Implementation, uh, Implementation, uh, Implementation Act tức là một cái dự luật là duy trì sự bảo đảm cho Đài Loan, uh, trong đó thì yêu cầu Bộ ngoại giao Hoa Kỳ là phải duyệt xét tất cả những cái chính sách và quy tắc tiếp cận với Đài Loan, đồng thời uh, phía Quốc hội nói rằng cứ mỗi 2 năm thì họ sẽ phải giám sát chặt chẽ trong tất cả những cái mối quan hệ của hoa kỳ và đài loan và chắc chắn rằng bất kỳ một chính sách nào của hoa kỳ thay đổi cần phải thông báo cho quốc hội trong mối quan hệ giữa song phương cùng một lượt thì phía của hạ, hạ viện cũng đã đưa ra một cái dự luật gọi là prc Not development country act tức là cái dự luật này cho rằng nhà nước Cộng sản Trung Quốc không phải là một quốc gia đang phát triển và chấm dứt tình trạng mà nhà nước Cộng sản Trung Quốc đang lợi dụng cái nón quốc gia đang phát triển để trục lợi ở trong cái tổ chức WTO, tức là Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Trung Quốc ngày hôm nay, thì một lời phát biểu của một cựu à, à, Bộ trưởng Quốc phòng của Úc đã gây ra sự tranh cãi liên quan tới cái liên minh AUKUS, Bản tin mới nhất cho biết thì một trong những cựu bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc, của Úc mà có thái độ nhiều hâu với Trung Quốc là ông Peter Dubon đã lên tiếng và nói rằng việc mà ông ủng hộ cho cái liên minh AUKUS vốn được thành lập từ tháng 9 năm 2021 là một điều cần thiết để kiềm chế với Trung Quốc. Tuy nhiên ông nói rằng có lẽ phía Úc sẽ chọn các cái tiền thuyền do phía Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn là phía của Anh. Và điều này đã khiến cho một số thành viên ở trong Bộ Quốc phòng cũng như là văn phòng Thủ tướng Anthony Amani nói rằng đây là một trong những cái lời phát biểu vô trách nhiệm. Ông Dubon đã lên tiếng phát biểu như trên sau khi mà ông nói rằng là ông vẫn tin tưởng các cái tiềm tiêu đỉnh của Hoa Kỳ về nguyên tử vẫn tốt hơn và hoạt động hữu hiệu hơn tại Thái Bình Dương so với những tiềm tiêu đỉnh do Anh sản xuất Điều này đã dẫn tới một cái uh, sự tranh cãi và trong đó thì uh, đặc trách về kỹ nghệ của Bộ Quốc phòng là Park Control Người từ tuần trước đã viếng thăm và cái uh, tìm thủy đỉnh của anh nơi đóng uh, nơi đóng tìm thủy đỉnh của anh ở tại Barrow. Thì uh, trong đó nói rằng lời phát biểu của ông Dutton là không thể chấp nhận được và uh, thiếu trách nhiệm bởi vì ông đã không đủ thông tin Đây được xem là một trong những cái uh, ngôn ngữ qua lại giữa một uh, cựu bộ trưởng quốc phòng thuộc đảng bảo thủ và nhân vật đặc trách về kỹ nghệ trong bộ phòng thuộc đảng cánh tả của bộ lao động và đưa ra và trong đó ông Dutton đã lên tiếng và nói rằng ông vẫn thiên về phía ủng hộ à, mua các cái tiền tử đỉnh và đóng các cái tiền tử đỉnh nguyên tử từ các cái công thức của hoa kỳ nhiều hơn đó là bản tin liên quan tới tình hình của trung quốc và của úc cũng như là của các đồng minh của hoa kỳ tại á châu cùng một lượt thì người dân canada đang e ngại rằng chính Trung Quốc đã can thiệp vào cuộc bầu cử tại Canada tạo chiến thắng cho ông Justin Trudeau. Bản tin mới nhất từ Canada cho biết 2 phần 3 người dân Canada nghi ngờ Cộng sản Trung Quốc đã có hành động xen vào cuộc bầu cử của Canada và giúp cho ông Justin Trudeau tiếp tục nắm quyền lực và đảng cấp tiếng của ông ta trong một cuộc thăm dò mới nhất. Và phân nửa nghĩ rằng là việc mà đe dọa từ cái nền dân chủ của Canada ở từ Trung Quốc là một điều nghiêm trọng và trong đó nói rằng ông Trudeau cần phải giải thích cho công chúng biết về tình trạng mà đảng của ông ta đã bị thao túng và bị xen vào cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử này nói rằng là từ năm 2019 cho tới năm 2021 là phía của Trung Quốc đã tung rất nhiều những cái tiền bạc và cái thành phần thân Trung Quốc ở tại đây để tìm cách gây ảnh hưởng và thay đổi kết quả bầu cử và cuối cùng dẫn tới việc mà ông Justin Trudeau đã tiếp tục nắm quyền lực tại Canada sau cuộc bầu cử này và chúng tôi thấy rõ ràng có chỉ có 32% cho rằng Trung Quốc đang tìm cách ảnh hưởng vào cái nội tình của Canada nhưng không thành công. Trong khi đó thì ít nhất là 67% tin rằng là Cộng sản Trung Quốc đã tạo cơ hội cho ông Justin Trudeau chiến thắng trở lại ở trong cái chính trường của Canada. Ông Justin Trudeau vẫn chưa lên tiếng để mà và bác bỏ chuyện này. Tuy nhiên ngày hôm qua thì ông ta lên tiếng và nói rằng ông ta sẽ không loại trừ những ứng cử viên trong đảng của ông ta mà có mối quan hệ mật thiết với đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Canada và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Tổng thống Yoon Seok Yeol của Nam Hàn cho biết Nam Hàn sẽ hợp tác với Hoa Kỳ và Nhật Bản để đối phó với những đe dọa từ phía của Bắc Hàn. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Yoon Seok Yeol của Nam Hàn cho biết vào ngày thứ tư là cái hợp tác đa phương giữa với, với Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ trở nên quan trọng hơn để đối phó với tiềm năng đe dọa nguyên tử từ phía của Bắc Hàn và một số những cơn khủng hoảng khác. Ông Yoon đã phát biểu trong một cái cuộc nói chuyện ở trong cái uh, gọi là cái uh, ngày mà thành lập uh, chấm dứt cái uh, sự đô hộ của Nhật Bản kéo dài 35 năm tại uh, Đại Hàn từ năm 1910 cho tới năm 1945 Nhật Bản đã chuyển đổi từ một cái bức hại quân sự trở thành một đối tác và là một đồng minh thân cận của chúng ta và chia sẻ chung cái giá trị trên toàn cầu của với chúng ta ông Jun đã phát biểu như trên và ngày hôm nay cả Nam Hàn lẫn Nhật Bản đều đã có những cái hợp tác về các vấn đề liên quan tới kinh tế và an ninh. Chúng tôi sẽ làm việc để mà đối phó với những thách thức trên toàn cầu và chúng tôi sẽ là những quốc gia có chung một cái giá trị phổ quát và ông Jun đã phát biểu như trên sau khi mà Hoa Kỳ và Nhật Bản đã bắt đầu có những cái cuộc đối thoại về an ninh trong đó nỗ lực là cung cấp cho các quốc gia của đồng minh Hoa Kỳ tại Á Châu các cái vũ khí tân thời nhất để đối phó với tình trạng đe dọa từ phía của Bắc Hàn đây được xem là một trong những cái cuộc lên tiếng được xem là tích cực cho mối quan hệ của Nam Hàn và của Nhật Bản so với trước đây dưới thời Moon Jae-in thì Moon Jae-in đã kích động cái chủ nghĩa dân tộc và chống Nhật hay bài Nhật ở tại cái xã hội của Nam Hàn vào tháng 11 thì ông Jun và Thủ tướng của Nhật Bản là ông Fumio Kishida đồng ý là sẽ tiếp tục để mà giải quyết tất cả những cái hậu quả của lịch sử cũng như là hợp tác giữa đôi bên đó là bản tin liên quan tới tình hình của phía à, nam hàng và của phía à, Nhật Bản và cuối cùng thì à, tại Philippines em gái của ông Tổng thống Ferdinand Marcos Jr lo ngại về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trú đóng ở trên lãnh thổ của Philippines việc mà à, ông Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã ký một cái hiệp ước với Hoa Kỳ trong đó cho phép Hoa Kỳ có thể khai triển lực lượng quân sự của họ ở trên lãnh thổ của Philippines ít nhất là bốn căn cứ ở phía bắc đã khiến cho một ít nhất là một trong những uh, nhân vật trong gia đình của ông là thượng nghị sĩ Imi Marcos, em gái của ông Ferdinand Marcos đã bày tỏ mối lo ngại về việc cho phép lực lượng quân sự Hoa Kỳ trú đóng trên lãnh thổ Philippines. Chúng tôi uh, à, rõ ràng là không phải là tình nguyện cho cái cuộc chiến mà nó không thuộc về chúng tôi, bởi vì việc trú đóng cái uh, lực lượng quân sự này là nhằm đối phó với việc Trung Quốc có thể tấn công đảo quốc Đài Loan. Và bà này lên tiếng và nói rằng là cuộc chiến này không phải là cuộc chiến của Philippines và việc mà cho phép quân đội Hoa Kỳ đặt chân ở trên lãnh thổ Philippines có bị vi hiến hay không và có được đón chào với các các cộng đồng địa phương hay không. Trong khi đó thì bộ trưởng quốc phòng của Philippines là Calito Gavez Jr đã lên tiếng và nói rằng cần thiết phải có sự hiện diện quân đội Hoa Kỳ ở tại Philippines với những thách thức trên biển Đông và sự đe dọa từ phía của Trung Quốc. Đây được xem là lần đầu tiên cô em gái của ông marcos đã chống lại cái chính sách của ông anh bởi vì cô này là một thượng nghị sĩ ở trong cái nghị viện của philippines và đặt câu hỏi với bộ trưởng quốc phòng về tính chất gọi là hợp pháp và, và hợp hiến với philippines khi cho phép quân đội hoa kỳ trú đóng tổng cộng là chính căn cứ quân sự của philippines đó là bản tin liên quan tới tình hình của philippines ngày hôm nay và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bản tin này Và trước khi bước qua phần đọc comment Thứ nhất là Phong xin cáo lỗi ngày hôm qua Trong lúc đang làm live stream Thì cái hệ thống internet của hãng Xfinity Đã bất ngờ bị shut down Và sau đó họ thông báo cho mình biết Là một cái circuit của họ đã bị impact Tức là đã bị hư Và do đó họ sửa chữa và mất 2 tiếng đồng hồ Thì cái internet mới quay trở lại bình thường do đó thì ngày hôm qua nó đã interrupt tức là nó đã khiến cho cái livestream trong cái phần tin tổng hợp của phong bị cắt ra do đó thì cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi đó là cái lời cáo lỗi chính thức và thứ hai là trong hai tuần lễ này khi mà phong bắt đầu giới thiệu cái tạp chí quốc phòng indo pacific defense magazine có rất nhiều cả trăm khán giả đã gửi email về cho phong để mà đặt mua các cái tạp chí này thì trên nguyên tắc thì chắc em đã reply cho quý vị à, sơ khởi tức là primary thôi tức là họ đã reply trước còn các cái thông tin chi tiết xin quý vị kiên nhẫn trong một tuần lễ này bởi vì à, các em đang làm việc với lại hệ thống ngân hàng làm sao có thể giúp cho quý vị có thể à, gửi tiền một cách dễ dàng và có thể à, có thêm những chi tiết về à, À, cái tạp chí này dành cho quý vị cũng như là xác nhận tất cả mọi thứ do đó thì à, quý vị cho phép à, các em một tuần lễ để giải quyết tại vì có một và các em nói là có một vài người họ gửi email mình trả lời rồi nhưng mà họ nói sao lâu quá chưa thấy trả lời chưa thấy cái gì hết thì à, xin quý vị kiên nhẫn một chút xíu bởi vì à, các em đang làm việc để mà có thể có được một cái hệ thống à, nhằm có chính xác địa chỉ cũng như là nơi nhận người nhận tên người nhận vân vân và làm việc với hệ thống bưu điện nữa do đó thì cứ bị kiên nhẫn một chút xíu dùm phòng cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều và mọi chi tiết quý vị vẫn liên lạc với cái email ngay trên màn hình của phòng là trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com để mà biết thêm chi tiết về cái tạp chí này nha rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha ok ok rồi à hy vọng à, cái gì đây bỏ qua những cái gì không có liên can tới gì cộng ngày hôm nay nha ok lên cung trăng với Elon Musk làm này làm kia đó nghèo gì mà bày đặt đội nó nghèo thật sự quý vị Trung Quốc hiện nay lọ là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới nhưng về mặt mà quy tắc của tổ chức mậu dịch thế giới thì họ vẫn đội cái nón là quốc gia đang phát triển thì ở trong cái uh, quy tắc của WTO tức là tổ chức mậu dịch thế giới nó có những cái uh, Policy tức là những cái chính sách và những cái quy tắc tức là những cái regulator à, dành cho các quốc gia những quốc gia nghèo đói lạc hậu những quốc gia nghèo đang phát triển những quốc gia đang phát triển và những quốc gia đã phát triển thì quý vị mỗi một cái khung như vậy nó đều có cái chính sách khác nhau do đó trung quốc giang manh bây giờ tự nhận là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới nhưng không tháo cái nó quốc gia đang phát triển ra để họ tiếp tục trục lại ở trong cái WTO bởi vì WTO có những chính sách ưu đãi dành cho những quốc gia đang phát triển nhưng những quốc gia đã phát triển thì không được do đó đó là lý do tại sao mà à, phía của Hoa Kỳ đã lên tiếng và ra một cái dự luật là phải tìm cách trục trục xuất Trung Quốc ra khỏi cái uh, danh sách của quốc gia đang phát triển họ kêu gọi sự tự nguyện nhưng Bắc Kinh rất là À, rất là trắng trợn và có thể nói rằng là vô liêm sỉ, họ vẫn cương quyết giữ cái cái cái, cái uh, danh nghĩa là quốc gia đang phát triển với lý do là lợi tức đầu người của người dân Trung Quốc hiện nay là chỉ mới gần 4.000 Mỹ kim một tháng một năm mà thôi, có nghĩa là mức lợi tức của họ thấp, cho nên họ vẫn là quốc gia đang phát triển. trong khi đó ra tới ngoài họ nổ lên họ nói đây là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới, thì các vị cái quy tắc của WTO cần phải duyệt xét lại. Cần phải duyệt xét lại là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Wow. À... Em gái của ông à, à, Marco có à, cố quên bãi cạn Scarborough. Thật sự quý vị. Điều này bà này cũng không có sai. Tại vì cái này là do chính cái bà Aquino. Một nhân vật rất cực tả của Philippines. Sau khi mà lật đổ gia đình của... Ferdinand Marcos năm 1986 thì sau đó năm, 2000, năm 92 bà này đắc cử làm tổng thống sau khi bà ta đắc cử làm tổng thống thì đầu tiên hết bà ta cho tu chính bản hiến pháp trong đó cấm không cho quân đội nước ngoài trú đóng trên lãnh thổ Philippines và yêu cầu Hoa Kỳ là phải dẹp bỏ căn cứ quân sự ở Subic Bay thì quý vị bản hiến pháp đã được tu chính năm 1992 do đó bây giờ nếu như mà cho quân đội Hoa Kỳ trú đóng lâu dài trên lãnh thổ Philippines thì nó bị xem là vi hiến do đó thì bà thượng nghị sĩ này bà đặt cái vấn đề là vi hiến thì bây giờ phía chính quyền của ông Marcos là phải uh, lách được cái hiến pháp này do đó tại sao hôm trước họ ký đó là cho phép quân đội Hoa Kỳ có thể uh, ghé ngang có thể tập luyện có thể uh, huấn luyện và tập trận chung với binh sĩ Philippines trên các căn cứ của Philippines thôi tức là nó mang tính chất giai đoạn chứ không có lâu dài. Thì đây là một trong những cái lách về hiến pháp thì bà này e ngại rằng là phía Cộng sản Trung Quốc có thể có để giật dây một số chính trị gia hay nhà là những tổ chức dân sự tại Philippines để mà khởi kiện cái hiệp ước này. Chính vì vậy mà bà ta mới đặt câu hỏi với ông Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines. Bà này là em gái của ông Ferdinand Marcos Jr và bà ta đang là thượng nghị sĩ nha quý vị nha yeah. rồi tiếp tục à wow à lưu một cái quan chức trung quốc sử dụng facebook twitter mỹ có thể âm thầm kiểm tra dữ liệu của những người này để phát hiện bí mật của ông anh không tại vì luật mỹ các công ty không được phép tiết lộ even nhiều khi có các tòa tức là có cái chết của ông tòa cho phép cơ quan fbi cơ quan cia được phép vào trong những cái uh, buộc các công ty phải cung cấp dữ liệu đó thì các công ty cũng từ chối. Quý vị còn nhớ cách đây không lâu là FBI điều tra một cái vụ khủng bố. Họ yêu cầu phía Apple giúp họ unlock một cái phone mà họ lấy được từ tay của những tên bị tình nghi là khủng bố đó. Quý vị biết Apple dứt khoát là không làm. Tức là cái cái đó nó nó có cái code, nó có cái mã số giống như face recognition đó tức là phải Apple chỉ có Apple mới có được cái đó còn tôi là cái kẻ làm chủ cái phone đó mới biết được cái mật mã đó thôi thì FBI và CIA không mở được cái mật mã đó ra thì quý vị họ đã chính thức viết thư yêu cầu cho công ty Apple là giúp họ unlock cái phone này ra để họ có thể thấy được những thông tin trong đó nhằm bắt những tình khủng bố nhưng mà Apple từ chối Apple từ chối hoàn toàn tại vì sao cái luật về bảo vệ quyền tư ẩn của Mỹ là số 1. Đó là lý do tại sao mà bây giờ họ cấm TikTok. Tại vì dữ liệu của người sử dụng, bây giờ họ đặt cái server ở tại Hoa Kỳ. Tức là công ty mà cho họ mướn cái server là công ty Oracle. Thì quý vị, họ mướn server để họ đặt tất cả dữ liệu của người dân Mỹ ở đây. Họ không chuyển về Trung Quốc nữa. Nhưng nhân viên của Biden từ Trung Quốc có thể xâm nhập vào trong cái dữ liệu của người sử dụng tại Hoa Kỳ. Và điều này có nghĩa là nhân viên của Biden có thể cung cấp cái tool đó, cái dụng cụ đó cho cơ quan mật vụ của Trung Quốc. Chính vì vậy mà bây giờ tất cả TikTok đều bị cấm. Là bởi vì dữ liệu của người sử dụng đã bị xâm nhập. Ở Hoa Kỳ và ở, ở Âu Châu, họ rất là cứng rắn trong vấn đề dữ liệu của người sử dụng. Do đó không có cái chuyện mà à, gọi là à, kêu yêu cầu Facebook hay Twitter cung cấp, họ sẽ không cung cấp đâu họ không cung cấp đâu mà chính quyền cũng không làm gì được họ hết tại vì cái quyền đó họ được à, bảo vệ trong cái hiến pháp hoa kỳ do đó chính quyền không làm được gì hết quý vị nhớ ông trump đã từng áp lực rất nhiều nhất là ông buộc thằng tiktok là phải bán lại cho một công ty của hoa kỳ đó. nhưng mà không được nha ok rồi tiếp tục à wow à lướt qua một số à Em tin nếu Trung Quốc đánh Đài Loan những nước sẽ lấy lại lãnh thổ bị chiếm như là Philippines, Indonesia, biên giới Ấn Độ. Thì cuộc chiến này nó sẽ giúp cho những nước mà đang có tranh chấp về chủ quyền với Trung Quốc có cơ hội để làm điều đó. Vấn đề là họ có làm hay không, đặc biệt là Philippines. Lý do tại vì Philippines làm chủ có mấy đảo thôi. Có 7 8 đảo trên quần đảo Trường Sa thôi. Quần đảo Trường Sa nơi mà chiếm nhiều đảo nhất là Việt Nam. Việt Nam tới 21 đảo 9 đảo nổi à, và 12 đảo chìm. trong đó là quý vị thấy là à, Sinh tồn Đông rồi à, sông Tử Tây rồi đảo Nam à, Niêm y à, Nam Yết rồi à, đảo Sơn Ca đảo à, Trường Sa lớn đại khái như vậy thì phía Việt Nam làm chủ nhiều hơn vấn đề còn lại là nếu như cuộc chiến này xảy ra thì những đảo bị Trung Quốc cướp đi Việt Nam có giành lại hay không Philippines có sử dụng cái này chiếm lại những cái đảo của họ đã bị cướp bởi Trung Quốc hay không? Tại vì quần đảo Trường Sa tới cả trăm đảo lực và nó là cái nơi tranh chấp của nhiều quốc gia chứ không phải là một quốc gia. Nha, Trung Quốc thật sự họ làm chủ đã một số đảo ở trên đó nhưng có 8 đảo thôi. Cộng thêm những cái đảo nhân tạo họ làm thôi. Trong toàn bộ quần đảo Trường Sa thì phía Việt Nam kiểm soát nhiều nhất là do cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa để lại. Nha. Đó là cái chính để cho quý vị thấy rõ. Còn bây giờ quý vị nói là xung đột thì ở biên giới Ấn Độ có thể. Tại vì chỉ có hai nước thôi, Ấn Độ và Trung Quốc thôi. Nhưng trường xa nó khác nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À, tốn khoảng hết 3 triệu đô mới unlock được cái phone đó tôi còn nhớ. Dạ, yeah, tôi nói với quý vị là cái phone đó là của một tên khủng bố. Tình nghi khủng bố. Và không ai mở được hết. Họ đã từng yêu cầu công ty Apple rồi. Nhưng mà Apple từ chối. Apple à, không cung cấp, thì quý vị đó biết là ở Mỹ này cái luật bảo vệ quyền tư ẩn rất là cao, nha. Yeah. Rồi tiếp tục, ok. À. Nếu Covid phát hiện từ phòng thí nghiệm vũ à, à, hán, Hoa Kỳ có lệnh trừng phạt nào không, anh phòng, làm sao trừng phạt đây? Chính Hoa Kỳ tài trợ cho cái phòng sinh học này. Câu chuyện này quý vị vẫn chưa biết, ok. Tại sao mà chúng ta? Từ ngay từ đầu tôi khẳng định luôn. Tôi không có nghi vấn gì hết, nó không phải là giả thuyết nữa. Tôi nói với quý vị nghe, là cái dịch bệnh sa năm 2003 thì lúc đó cái nhu cầu chế tạo các cái thuốc chủng ngừa để phòng ngừa các bệnh dịch rất nhiều. Thì Hoa Kỳ từ năm 2003 đã tài trợ cho những phòng nghiên cứu sinh học để nghiên cứu những cái cái thuốc chủng ngừa. Thì quý vị, con corona virus này nó là một biến thể của dịch bệnh sa thì các vị dịch bệnh sao lúc đó nó lây giữa con người và con người nó chưa qua lây qua thú thú vật nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong mình của loài dơi mà quý vị nên nhớ loài dơi và chuột là hai cái loại thú mà đã được uh, uh, sử dụng trong vòng thí nghiệm rất là nhiều và khi nó vào trong mình là loài dơi thì nó lại uh, và nó lại phát sinh ra và nó biến thể thành con coronavirus rồi sau đó ở cái chợ bán thịt sống ở Vũ Hán bán thịt dơi Thì lúc đó quý vị trong mình con dơi đó Những con dơi nó bị thoát ra trong cái phòng nghiên cứu sinh học Vũ Hán Nó lây cho khắp loài dơi Nó lây cho khắp loài dơi hết rồi Do đó tại sao mà nó lây Tuy nhiên cái điều mà quan trọng nhất là ngày 19 tây tháng 12 năm 2019 Trong cuộc họp qua Zoom của các bác sĩ của Trung Quốc và Đài Loan thì một các bác sĩ trung quốc đã lên tiếng báo động nó có khả năng lây qua con người và người báo động chính là ông lý văn lượng mà đã chết rồi đó thì quý vị bác sĩ đài loan họ nhận được cái tin này họ lập tức báo ngay cho tổ chức y tế thế giới nhưng tổ chức y tế thế giới dục cái đơn báo của họ vô thùng rác với lý do mày không phải là thành viên của tụi tao tụi tao không nhận báo cáo của mày chính điều này rồi sau đó Ông Teros là giám đốc của Tổ chức tế Thế Giới Vẫn nghe lời Trung Quốc khẳng định No, không có lây qua con người Cho tới khi mà 15 tây tháng 11 Lúc 15 tây tháng 1 Năm 2020 Thì lúc đó Trung Quốc ký cái hiệp ước về uh, Mậu dịch với Hoa Kỳ đó Cái phase one đó Ngay sau đó là quý vị Bắt đầu mới xác nhận là có những trường hợp lây qua con người Nhưng mà quý vị 23 tây tháng 1 là toàn bộ thành phố Vũ Hán bị phong tỏa chính thức. Rồi tới ngày 30 tây tháng 1 thì tổ chức y tế thế giới mới loan báo gọi là cái global emergency, tức là khẩn cấp trên toàn cầu về đại dịch. Quý vị, từ ngày 19 tây tháng 12 và trước đó bác sĩ Trung Quốc đã báo động. Nhưng mà đám Trung Quốc nó che đậy hết. Thì quý vị, từ thời điểm đó cho tới ngày 30 tây tháng 1 Quý vị có biết là bao nhiêu người Trung Quốc bay ra khỏi Trung Quốc chưa? Cả trăm ngàn người bay ra khỏi Trung Quốc và họ mang dịch bệnh đó, họ lan truyền khắp cả thế giới. Quý vị nên nhớ, sau khi mà ông Teros, tức là ông tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới đó, ông ta ban lệnh khẩn cấp tầm thống, ngay ngày hôm sau là ông Trump cấm tất cả những chiếc máy bay từ Trung Quốc. Nhưng trễ rồi quý vị, ông Trump phải đợi cái quyết định của tổ chức y tế thế giới là loan báo đây là đại dịch toàn cầu thì ông mới ra ký xác lệnh được thì ông ký xác lệnh ngày 31 nhưng mà quý vị cả trăm ngàn người nó ra khỏi trung quốc và mấy chục ngàn người nó lọt vào hoa kỳ rồi cái lỗi này WTO WHO tức là tổ chức khu đó, là họ không chịu trách nhiệm trước đó họ còn lên tiếng nói đừng có đóng cửa biên giới đừng có đóng cửa các ảnh hưởng kinh tế chính Teros là người nói như vậy nhưng mà sau khi thành phố vũ hán đóng cửa thì quý vị câu chuyện nó rõ ràng như vậy và ngày hôm nay cái, cái ba cơ quan thứ nhất là uh, uh, ndi ndi tức là uh, uh, national department of intelligence tức là cơ quan uh, tình báo quốc gia ở dưới là cai quản luôn cả cia đó thứ hai là cơ quan uh, uh, da uh, Um, tức là uh, uh, cái cơ quan kiểm tra về năng lượng đó, ok là uh, giám sát về năng lượng đó và thứ ba là chính giám đốc điều hành FBI đều nói rằng kết luận sơ khởi là có thể xuất phát từ phòng sinh học vũ hán họ kết luận đúng là bởi vì quý vị cái dịch bệnh xa lúc đó lây giữa con người và con người làm gì có lây qua con thú nhưng mà tại sao nó xuất hiện trong mình là vậy thì quý vị nhìn là quý vị biết rồi dơi và chuột là hai thứ thường được sử dụng trong phòng à, thí nghiệm do đó quý vị bây giờ mới đưa ra kết luận này tức là chính những người này chính những nhân vật này họ cũng lệ thuộc chính trị họ không đưa ra cái quyết định sớm để giải quyết và ngăn chặn đợi tới hai năm sau thì mới đưa ra kết luận hai năm nay quý vị bao nhiêu người chết rồi nói tôi nghe đi hai năm nay bao nhiêu người chết rồi Quý vị nghe là quý vị biết nha Rồi tiếp tục Ok Tân Cương Tây Tạng sẽ là nhân vùng lãnh thổ đầu tiên ly khai Nếu Trung Quốc đánh Đài Loan Lịch sử sẽ lặp lại Tôi tin như vậy Tại vì Trung Quốc sẽ triệt tiêu được sự đe dọa của họ Nếu họ bị phân ra từng nước nhỏ Và điều này tôi đã chứng minh trong lịch sử Quý vị còn nhớ Là triều đại nhà Lý triều đại nhà Lý ở Việt Nam á, kéo dài hơn 200 năm thì ngoại trừ việc mà Lý Thường Kiệt đem quân đánh qua bên Ung Châu của Trung Quốc, Trung Quốc không dám đánh hòa Việt Nam, không dám đánh Đại Việt thời điểm đó, bởi vì lúc đó Trung Quốc bị chia ra nhiều nước nhỏ, Đại Tống, Đại Lý, Thổ Phồn, Tây Hạ, Đại Kim, họ bị phân chia ra nhiều nước nhỏ, họ không đủ sức tấn công mình. Nhưng mà khi họ thống nhất lại một nước lớn thì họ tấn công mình. Do đó, nếu Trung Quốc mà bị chia ra nhiều nước nhỏ thì nó sẽ triệt tiêu cái uh, sự đe dọa với Việt Nam. Đó là chắc chắn. Dạ. Yeah. Rồi tiếp tục à Anh nghĩ bà tái Văn Tâm Hoa Kỳ cùng lúc bà chứng kiến một uh, Trung Quốc bị hủy bỏ không? No. Bà Viếng Tâm Hoa Kỳ cho tới giờ phút này biết được cái chuyến đi của bà, nhưng chưa biết cái uh, chính thức như thế nào bả chỉ là stop by hay bả là visit stop by là ghé ngang visit là thăm thì quý vị bây giờ mình phải chờ xem nếu là một cái chuyến viếng thăm thì trung quốc có thể phản ứng rất mạnh còn nếu đó là cái chuyến stop by thôi đó thì cùng lắm trung quốc phản ứng giống như năm 2019 lúc đó bả đi ghé ngang qua hoa kỳ bả đi thăm mấy nước trung mỹ rồi bả ghé ngang hoa kỳ gặp gỡ một số viên chức của hoa kỳ thì bây giờ tùy theo cái tháng 8 này bà sẽ đi với tính cách nào lúc đó chúng ta mới biết được là Trung Quốc phản ứng tới mức độ nào và có thể dẫn tới cuộc xung đột hay không nha rồi tiếp tục vào wow. à Cộng sản Trung Quốc tự nó làm thi riêng thí nghiệm nên bị vậy thôi thì người ta nghi ngờ là nó đã xảy ra một cái biến cố ở trong đó một cái tai nạn một cái biến cố khiến cho là loài dơi nó thoát ra bên ngoài và từ lúc mà nó thoát ra bên ngoài đó thì lúc đó nó mới lây lan cho tất cả loài dơi Và rồi thì thịt dơi được bán trong cái chợ gà Cái chợ bán thịt sống ở Vũ Hán Là cái nguồn gốc lây lan của đại dịch Thì quý vị rất rõ ràng Cứ nhìn thẳng vào vấn đề đừng có chạy vòng vòng nữa Nhưng Dr. Fauci đó Ông Anthony Fauci đó Lúc đó ông ta tin tưởng Theros Còn Theros lại đi tin cái đám Trung Quốc Do đó ông ta vẫn bác bỏ cái giả thuyết này thời gian gần đây khi mà bắt đầu đảng cộng hòa bắt đầu gần nắm lại cái cái quyền đa số đó thì ông ta mới lên nói ô tất cả giả thuyết đều nằm trên bàn trong khi trước đó ông ta thẳng tay chặt bỏ cái giả thuyết này luôn ông ta nói rằng đây là xuất phát từ thiên nhiên chứ không phải là từ phòng sinh học thì bây giờ quý vị thấy ba kết luận của ba cơ quan cơ quan tình báo quốc gia FBI và cơ quan kiểm soát về năng lượng đã đưa ra kết luận thì chúng ta thấy rất rõ ràng nha yeah. Rồi tiếp tục à... Rồi à... Nếu Cộng Hòa lên Âu Châu có thay đổi quan điểm đi theo Hoa Kỳ không anh Phong Lần trước thì họ chống Lần này tôi nghĩ rằng khác Lần trước thời của ông Trump Họ, phổ, họ vỗ bàn họ đi ra Khi mà ông Trump đặt vấn đề với họ Họ, họ tìm gần như là bí mật ông Trump luôn Nhưng mà lần này với cái thái độ của Nga tại Ukraine rồi với cái cuộc đe dọa của Trung Quốc tại Đài Loan, tôi nghĩ rằng lần này họ sẽ phải phải thay đổi quan điểm. Lần trước họ không tin, bây giờ tất cả hấp hết. Lần trước quý vị còn nhớ tôi kể quý vị nghe 2018, ông Trump qua bên Âu Châu họp với lại uh, Liên hiệp Âu Châu và NATO, ngay trong phiên họp NATO, ông hỏi hai câu, câu thứ nhất, câu thứ nhất, quý vị cam kết 2% tổng số GDP của quý vị đóng góp cho NATO tại sao chưa làm? Lúc đó là Đức là cái quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất Âu Châu Chỉ có 1.2% Thì quý vị Ông đặt câu hỏi thứ nhất Thì họ SQ Đến câu hỏi thứ hai Ông nói Tại sao Hoa Kỳ là đồng minh của quý vị Mà quý vị không mua dầu thô và năng lượng từ Hoa Kỳ Mà quý vị đi mua của Nga Ông vừa hỏi xong Bà Angela Merkel dỗ bàn đi ra ngoài Bà Thủ tướng Đức Thì quý vị họ bị mặt ông Trump tới mức như vậy rồi sau khi trở về nước bà ta giảm luôn cái ngân sách quốc phòng thay vì 1.2 xuống còn 1.1%. Kết quả ngày hôm nay như thế nào quý vị? Những gì ông Trump nói ngay chốc hết. Bây giờ các quốc gia Âu Châu đều tăng hơn 2% GDP của họ đóng góp trong ngân sách quốc phòng và hỗ trợ cho Ukraine. Và thứ hai, toàn bộ Âu Châu bây giờ bị khủng hoảng năng lượng. Ông Trump đã nói trước rồi, nhưng mà họ không tin còn bí mật ông Trump nữa nhưng lần này với cái hấp bình đó tôi nghĩ rằng nếu đảng cộng hòa nắm lại quyền hành pháp thì Âu Châu bắt buộc phải đi theo Hoa Kỳ bắt buộc phải đi theo Hoa Kỳ nha yeah. rồi tiếp tục ok à. làm phòng thí nghiệm làm sao lại dơi đó bay ra ngoài được à, chuyện vô lý nó có cái biến cố tai nạn khiến cho loài dơi thoát ra chứ loài dơi thì nằm trong chuồng làm sao ra ngoài được nhưng nó xảy ra một cái biến cố một cái tai nạn ở cái phòng lab for tức là ở trong đó nó có nhiều tầng cái phòng nghiên cứu sinh học đó nó có nhiều tầng thì nó gọi là các phòng là lab for tức là cái phòng số 4 là nơi chứa loài dơi đã được thí nghiệm đó do đó quý vị nó nên nhớ con coronavirus này nó xuất phát từ dịch bệnh SARS chính vì vậy nó xảy ra biến cố tai nạn ở trong đó và loài dơi bay ra bên ngoài đó là cái cái mà người ta biết được và người ta thấy cái giả thuyết này nó hợp lý tại vì nó biến thể là do nó gặp một con virus khác nó từ dịch bệnh sao mà nha yeah. rồi tiếp tục à ba người làm trong phòng thí nghiệm đã bị lây và bệnh viện cái đó thì chính xác luôn còn dơi nào lại lọt ra ngoài được Nộ ba người đó đã chết rồi và ông bác sĩ lý văn lượng là người đầu tiên là là người đầu tiên à, bị à, chết vì cái này thật sự quý vị loài dơi thoát ra bên ngoài là do cái biến cố tai nạn xảy ra bị cái tai nạn nó xảy ra thì nó mới lây qua con người nó mới lây qua con người tại vì trong phòng thí nghiệm nó được trang bị rất cẩn thận không có lây được trừ phi xảy ra tai nạn và biến cố do đó nó mới lây qua rồi nó thoát ra bên ngoài nha rồi tiếp tục à. Ok Rồi à, nhưng trách nhiệm à, Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm lây lan Tôi nghĩ rằng lần này nếu mà Đảng Cộng Hòa thúc đẩy tới Thì cuối cùng họ sẽ bắt Cộng sản Trung Quốc Phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì xảy ra trong hai năm qua Và quý vị còn nhớ Ông Trump đã từng nói Ông sẽ bắt Trung Quốc bồi thường cho tất cả nạn nhân Ông từng nói câu này rồi nếu xác nhận đây là nguồn gốc từ Trung Quốc. Thì quý vị, hôm nay ba cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và ba, ba cơ quan Hoa Kỳ đã kết luận như vậy thì có nghĩa là sắp sửa phía Đảng Cộng hòa, nhất là những người bảo thủ và diều hầu với Trung Quốc, họ sẽ đề trình những dư luật buộc cộng sản Trung Quốc phải bồi thường và chịu trách nhiệm cho cái đại dịch bùng nổ khắp thế giới nha. Rồi tiếp tục. Wow, à, Dẹp cái tổ chức y tế đó đi Quốc gia nào quyết định quốc gia đó Cũng không dẹp được Là bởi vì các cái tổ chức y tế phải liên kết với nhau Để báo động Về cái đại dịch Hoặc là những cái thảm họa về y tế trên toàn cầu Vấn đề ở chỗ là quý vị Cái cơ chế này tham nhũng từ trên xuống dưới Cái cơ chế của Liên Quốc Nó tham nhũng từ trên xuống dưới Nó là một cái cơ chế bại liệt Quý vị biết là Hoa Kỳ một Hoa Kỳ là đóng góp nhiều nhất các vị nhớ cái thời điểm mà ông Trump ông nói không? Cái lúc mà đại dịch bùng nổ á Ông nói hê hey, Một năm tụi tao cho tổ chức y tế thế giới tụi bay gần 500 triệu Thằng Trung Quốc đóng góp chưa tới 50 triệu nữa Bằng 1 phần 10 của Hoa Kỳ thôi Mà tại sao cái gì tụi bay cũng nghe lời Trung Quốc vậy? Ông đã đặt câu hỏi đó đó Thì cái vị thấy rồi là sau đó ông cắt bỏ luôn Ông không tài trợ cho tổ chức y tế thế giới luôn Ông cắt bỏ luôn cái ngân sách dành cho người tị nạn Palestine ông cắt bỏ luôn ngân sách dành cho à, tổ chức y tế thế giới cuối cùng sao quý vị cho biden lên lặp lại hết tiếp tục cho tiền thì quý vị đây chính là cái mà chúng ta bị 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 cái vấn đề này đó cho biden lên còn cho nhiều hơn tổ chức y tế thế giới trong hai năm qua gần nhận gần 1 tỷ mỹ kim của hoa kỳ thì quý vị nhìn thấy rồi đó ok rồi tiếp tục wow à OK, biến cố à, xảy ra à, sao chọn đúng lúc vào năm bầu cử. Thì cái vấn đề chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta đặt câu hỏi biến cố này là cố tình hay là vô tình. Thì câu hỏi đó là vẫn là một câu hỏi, nhưng mà điều khẳng định nó xuất phát từ đó. Biến cố này vẫn là một câu hỏi, nó là vô tình hay, hay là vô là cố tình thì chúng ta chưa biết được. Bây giờ phải chờ cái cuộc điều tra độc lập coi nên ra sao đó nha. Rồi tiếp tục. Nếu Trung Quốc bác bỏ và không chịu bồi thường thì Mỹ làm gì? Đầu tiên hết là các lệnh trừng phạt kinh tế. Rồi sau đó tiếp đến là các lệnh trừng phạt đối với những quan chức đặc trách về y tế của Trung Quốc và cáo buộc họ về các cái tội ác chống con người khi mà họ che đậy những tin tức này. Thì đây là những tội ác chống con người nó không khác gì tội ác chiến tranh cả từng bước một hoa kỳ sẽ có những biện pháp chứ đâu phải là hở chút xíu là mang súng bắn liền họ sẽ trừng phạt theo từng cái mức độ trước khi mà họ dùng cái giải pháp sau cùng đó là cách cộng đồng quốc tế làm việc nha rồi tiếp tục à rồi uh, ủng hộ ok à rồi tiếp tục nè ok à Họ cấu kết với nhau thì hạ tổng thống 45 thôi Thì đối với chúng ta Chúng ta có thể đưa ra giả thuyết đó Nhưng mà nó cần Phải có một cái thuyết phục hơn Để Làm sao chúng ta chứng minh được Sự cấu kết này Ai là người cấu kết với Trung Quốc Obama, Michelle Obama Hillary Clinton hay là Bill Clinton Hay là chính thân bản thân Của Joe Biden Hay là do những cái tên cực tả Ở đây đã cố tình làm chuyện đó. Chúng ta phải có những cái lý luận nó mang tính chất thuyết phục hơn. Chứ nếu mà chỉ nói khơi khơi không thì nó thiếu bằng chứng, không thuyết phục được ai cả. OK. Rồi, cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.